Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 15,47 ha, tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng, quy mô 22.000 chỗ ngồi, mái che, diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Hiện đã thi công xong phần kết cấu của khán đài AB, CD và tiến hành xây tường chát trong khán đài AB, thi công mặt sân, đường quanh sân, hạng mục chiếu sáng sân đường đạt 75% khối lượng. Hiện nay nhà thầu thi công đang thực hiện lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tổng khối lượng công việc thực hiện đạt khoảng 75%. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu đưa sân vận động vào sử dụng trong năm 2024.